một quả bóng được xem như đồ dùng học tập của sinh viên khi lên giảng đường. Và dù mất từ đầu sẽ được bóng khỏi các môn đánh giá giữa kỳ và để mở rộng được đường bóng trong môn đánh giá điểm giữa kỳ. Và bên cạnh đó thì giống hôm nay cô sẽ phải thực hiện đánh bóng trong môn đánh giá điểm trung cần và đưa bóng vào các giỏ đựng bóng ở các khu vực đánh giá điểm cuối kỳ. Điểm số được tích lũy tương ứng.